Chào hai em. Anh cha In gửi cho chị nè. Cha In hả? Những bạn nhỏ này rất dễ thương. Anh mới làm quen được đó. Đáng tin cậy 100%. Em hãy làm theo những gì mà bọn trẻ nói nha. Hẹn gặp lại. Cha In. Khi nào mới tới vậy? Lại đây. Tới rồi hả? Bỏ khăn ra nha. Ê, khoan đã. Không được ăn gian đâu nha. Hả? Chờ anh một chút. Anh làm gì vậy? Mở ra được rồi. Kha Ninh, làm vợ anh nha. Đây mới chính là hôn nhân mà anh mong muốn. Anh tin tưởng rằng chúng ta đã thấu hiểu và tình nguyện giữ gìn lời thề này mãi mãi. Cha In xin thề, từ nay về sau luôn luôn chăm sóc và yêu thương em, cùng nhau đồng cam cộng khổ, quyết không xa rời. Kha Nhìn cũng xin thề, từ nay về sau sẽ luôn luôn chăm sóc và yêu thương anh, cùng nhau đồng cam cộng khổ, mãi không xa rời.